Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi đã đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến tài chính. Người chào anh Anthony. Xin chào quý vị. Hôm nay tình hình như thế nào? Tôi thấy rằng các cổ phiếu liên quan tới con chip điện toán semiconductor đó. Kỳ rồi anh lên thì nó rớt thê thảm á. Hôm nay anh lên trở lại. Hầu như bình thường. Chuyện thường tình thế cái thôi. Chuyện thường tình thế thôi. Là cho thấy cái sự biến động nó ghê gớm như thế nào anh ạ? Thật sự là mà nói là tháng 8, ngoài tháng 10, tháng 8 là một trong cái tháng mà nó gọi là gập ghềnh trong cái thị trường. Dao động anh ạ. Chứng khoán. Anh biết cái số tiền mà bỏ vào mua trái phiếu của chính phủ đó. Bởi vậy anh thấy cái 10 bonds, the 10 year treasury bây giờ dưới 4.3.8 3.9 tức là cái giá người ta bỏ vào, cái giá sẽ lên thì cái interest sẽ lại xuống. Đúng không? Thì trong cái trường hợp này đó thì một cái xu hướng mà ăn chắc mặt bền đó là mua vàng. Hoặc là mua cổ phiếu của những công ty đào mỏ vàng. Đó là một cái kiểu ngày hôm nay là một công ty Eldorado Gold Corporation có cái symbol là Eagle, EGO. Công ty tập trung chủ yếu khai thác và sản xuất vàng và các kim loại khác, vận hành 4 mỏ ở trên 3 quốc gia, 2 mỏ vàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cái mỏ đa kim ở Hy Lạp với lại một cái tàu tổng hợp mỏ của Canada. Biết vừa mới 6 tháng trong năm nay đó là Eagle đã sản xuất cỡ chừng 239.430 ounce vàng và đã bán đi 237.234 ounce. Công ty dự kiến sẽ sản xuất hơn nửa triệu ounce trong năm 2024. Cái đó là tăng hơn là 485.000 ounce so sánh với 2023. Quý 2 24 Eagle thu nhập tăng lên 30%, rồi các là doanh thu sẽ tăng lên 30%. Thu nhập sẽ tăng từ 5 cent mỗi một cổ phiếu cho đến 33 xu mỗi một cổ phiếu trong vòng 2024. Eagle thì mua cái giá dưới 19 đồng. Quý 3 năm nay đó thì thu nhập dự báo sẽ tăng lên cả chừng 94%. Và thu nhập sẽ tăng từ 17 xu cho đến 33 xu. Đấy, cái đó là ăn chắc mặt bền nhé. Nhưng nếu mà quý vị nào mà muốn lạm dụng cơ hội mà mua những cái cổ phiếu AI mà đang trong cái tình trạng cái giá đang giảm, đúng rồi, là discount đó. Có một công ty gọi là Opera, O-P-R-A, một công ty tham gia vào cái sự cung cấp mà cái nó gọi là web browser đó, là cái mạng trình duyệt phải không? Thì cái mạng web browser này đó thì nó có sẵn cái VPN là Virtual Private Network này. Nó có sẵn app blocker để chặn những cái, rồi nó có sẵn AI trong đó nữa. Anh biết Opera mà có AI nó gọi là Araya, vừa mới chưa đầy 4 tháng, chưa đầy 1 năm, cái Opera Araya đã ghi nhận 4 quý liên tục tăng cái số lượng người dùng với lại cái mức độ tương tác đó. Thì có thể là gần đây trong vài quý tới đó Apple sẽ có thể thay thế Safari bằng Opera. Nếu mà cái chuyện đó xảy ra, cái giá của là cái giá có lúc lên tới 17 đồng quý vị ơi. Hiện tại bây giờ là dưới 13 đồng trên một lượng. Đó thì cái đó là một đằng đó là ăn chắc mặt bền mua vàng hay là chơi AI. Nhưng mà cái chuyện rủi ro nó cũng cao, 50-50 thôi. Nếu mà Apple nghĩ lý do đó thôi, cái việc cũng đơn giản lắm, bởi vì phần lớn bây giờ người ta vào Google hoặc là Microsoft, như tôi Edge
Thì Edge họ có cái Pilot là AI, còn Google họ có ChatGPT. Thì ai quen, thì người nào quen cái gì xài cái đó à. Còn cái Opera ngày xưa tôi cũng xài thử, nhưng mà bởi vì về sau này thấy tại sao mình phải gắn quá nhiều các nhu liệu mà sử dụng rồi mà lên mạng như thế. Nhưng mà hôm nay đó, nghe anh, nhờ anh trình bày tôi mới thấy, hóa ra mình có cái VPN private. Cái VPN này bên phía Microsoft không có, Google không có. Có nghĩa là quý vị có thể đi tìm kiếm nó an toàn hơn. Người ta không có đo mình cái IP của mình được. Thứ hai nữa là bởi vì họ muốn thu hút thêm người sử dụng, cho nên họ cho miễn phí cái AI đó. Chứ còn Microsoft cũng giới hạn, rồi Google cũng giới hạn, mà nhiều người muốn xài AI đó, đôi khi họ phải trả thêm tiền, chẳng hạn như làm video hay audio gì đó. Apple đang hợp tác với lại OpenAI về cái VPN đó, nhưng mà ngược lại là OpenAI cũng đang hợp tác với Opera. Bởi vì đó, thì cái mà thay thế Safari với Opera, mình thấy cái phần trăm là ngay bây giờ đó, AI đó chưa kiếm tiền được. Và Microsoft tuyên bố chắc phải mất thời gian dài đó AI mới kiếm tiền, bởi vì bây giờ nó cũng còn giai đoạn đầu, và bây giờ họ đang còn nhiều cái vấn đề để làm sao kiếm tiền được từ đó. Cũng khó anh hả? Làm sao mà anh làm chủ cơ sở thương mại, anh phải trả tiền để mà xài AI để giúp cho anh có thêm khách hàng, thì may ra anh sẵn lòng trả tiền. Còn những cái chuyện mà anh sử dụng để mà tìm kiếm cái đó, người ta không cần thiết nữa. Cho nên cái chuyện AI là còn cần trong tương lai. Hồi nãy vào thì anh có nói liên quan tới việc quý vị nào mua địa ốc á, thì không nên mua condo. Thì tại sao không mua condo? Tôi thấy condo bây giờ nhiều người đang nghĩ tới, bởi vì giá nó, dù sao nó affordable, nó rẻ hơn nhà. Về bảo hiểm đó, thì nếu mà HOA có bảo hiểm, hay không? Nhưng anh cũng vẫn phải mua phía bên trong, tại vì anh bị kiện tụng, anh bị trộm cướp là cái đó là do anh. Nếu mà anh mua cái condo mà bảo hiểm condo phía bên trong đó thì rất là khó. Bây giờ ít có ai mà bán, ít có hãng nào mà chịu bán cái condo. Lý do là khi mình claim hồi xưa đó là bảo hiểm nó đẩy qua HOA, HOA đẩy lại đó, thì rốt cuộc bảo hiểm phải đền thôi. Thì bởi vậy bảo hiểm bây giờ nó ngừng không viết cái condo insurance nữa. Thứ hai là bây giờ nếu mà cái condo nó nằm trong vùng lụt thì cái đó là rất là khó, khó cái cách trăm lần chạy. Tại vì bắt buộc là cái the whole association phải có bảo hiểm lụt, bảo hiểm mới bán bảo hiểm lụt cho condo của anh. Mà cái phần trăm mà HOA mà có bảo hiểm lụt cho nguyên cả mấy chục unit thì rất là khó. Bởi vì khi mà nhắc tới condo thì người ta nghĩ ngay tới Florida, thưa quý vị, cái nơi mà xây dựng condo nhiều nhất nước Mỹ đó, thì ngày hôm nay họ nói kinh hoàng lắm, không kiếm được bảo hiểm mua, bảo hiểm lên khủng khiếp. Có những cái condo bảo hiểm đâu $800 một tháng, có bảo hiểm $1,000 một tháng. Không mua thôi, họ không cần bán luôn. Như thì vậy, làm sao mà những người họ đang ở đây mà họ sống bằng cái tiền hưu của họ. Ngược lại, vừa mới có cái tin tức là có một cái số người đã dọn vào cái những cái khu mà nó gọi là rủi ro về lụt, rủi ro về cháy nhiều. Cái bên Florida là một, bên Texas là hai. Hai cái state đó là cháy rất nhiều, lụt rất nhiều. Nhưng mà so sánh với năm ngoái, số người dọn vào những cái county này nó lại tăng lên. Mình không hiểu nghĩ tại sao. Có thể là tại vì cái giá, giá thấp. Giá thấp đúng. Thứ hai là cost of living thấp. Hoặc là muốn ở chung với họ hàng nó gần gũi nhau. Tại vì tôi biết có nhiều người họ bây giờ họ lại đang xem mua cái condo bên Florida. Mà có nơi đang condo họ, những cái nơi rẻ đó, họ không cho làm Airbnb. Do cái tình trạng mà khó khăn về nhà đất đó. Không cho Airbnb, họ bán rẻ đồng ý nửa giá so với năm ngoái đó. Bởi vì có những người họ take risk như thế này, họ trả tiền mặt, họ không mua bảo hiểm luôn. Họ trả tiền mặt, xong mỗi tháng họ trả ít nhất là $600 tiền HOA.
À, tôi biết được cái chuyện đó, có nơi lên tới 1,000. Mà anh biết bên Florida đó là phần lớn là HOA nhiều lắm. Anh mua nhà bình thường cũng HOA rất là nhiều nơi. Chỗ nào họ cũng muốn HOA hết trơn á. Wow, cái đó để bảo vệ cái khu đẹp, an toàn vân vân, lại thắng cảnh rồi có cái sinh hoạt của cái người ở trong đó. Chứ bên Florida là tập trung cái này. Ở bên California thì có Irvine, thấy không? Newport Beach có những cái nơi, nhưng mà phần lớn là những cái nơi mà nó thu hút những người họ muốn có đời sống nó an toàn. Nhưng mà mua địa ốc như vậy nên là mình thấy là một cái investment rất là lớn. Quá lớn. Và anh chơi cũng như là anh lắc xí ngầu với lại Mother Nature. Nếu mà thì cái... nếu mà bảo vào, nếu mà có bị vỡ cửa sổ hay cái gì đó thì bỏ tiền ra thay vì mua bảo hiểm quá. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn anh Tony. Xin cảm ơn anh. Xin chào quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo.